Xin chào mọi người, chúng ta lại gặp nhau trong Bad News trên kênh Bad TV. Thời thế thật sự đã thay đổi rồi. Con nhớ vào thời gian này năm ngoái, mỗi lần ra nhạc mới là kênh YouTube của KICM lại chiếm spotlight ác liệt trên top trending của nền tảng chia sẻ video lớn nhất thế giới. Thậm chí có những kỷ lục rất gì và này nọ, như là top 1 lượt view trong 24 giờ đầu, top 1 lượt view xem công chiếu, lên top 1 trending nhanh nhất, được anh cùng cộng sự Jack liên tục xô đổ. Vậy mà bây giờ khi không còn Jack bên cạnh, KICM lại tuột dốc thảm hại về phía cạnh thành tích. Không bàn đến âm nhạc chất lượng tốt hay tệ hơn xưa, nhưng bàn về những con số kỷ lục, dường như tất cả điều đó đã xa vời với bàn tay của KICM. Tình ca em đến là một bản nhạc ballad và acoustic được viết trên nền nhạc guitar mộc mạc, ngọt ngào do chính KICM sáng tác. MV của ca khúc được ra mắt vào ngày 15 tháng 4, đến nay đã trôi qua 4 ngày, nhưng chỉ mới cán mốc 1,3 triệu lượt view. Đáng chú ý hơn, số lượt dislike từ gấp đôi lượt like ở ngày đầu tiên ra mắt, nay đã vượt gấp 4. Điều đó cho thấy, dẫu cho âm nhạc của KICM được đánh giá cao hay thấp, do anh tự sáng tác hay chỉ sản xuất nhạc, thì vẫn chưa thể khiến khán giả tiếp nhận trở lại. Càng đáng buồn hơn là, dù người ta vẫn tặng anh chàng một dislike cho sản phẩm mới, nhưng sức nóng của các sản phẩm âm nhạc đã không còn như xưa. Công chúng không còn chờ các MV, bài hát của KICM để được mắng anh chàng nữa. Bởi quá nhiều bài hát được ra mắt liên tục trong hơn 2 tháng qua đã mài mòn sự kiên nhẫn của công chúng. Ngoài ra, đã có những sự kiện hot hơn, nhân vật hot hơn để bàn dân thiên hạ quan tâm. KICM cũng vì thế không còn là tâm điểm để được chú ý. Dù vậy, KICM vẫn miệt mài trong phòng thu để ra mắt những sản phẩm âm nhạc thật mới mẻ, tìm kiếm cơ hội trở lại những tháng hào quang. Ngày 20 tháng 4, anh chàng tung phiên bản Deep House cho ca khúc If You Love Me, kèm theo đó là lời giải thích chân thành vì sao lại phát hành bài hát mới với tần suất dày đặc như vậy. Rảnh quá nên rành nhạc để nghe cho bận.